cái gì vậy? Làm như ngủ mã phanh thai tính tử hình tôi hay gì? Đại anh chứ bộ. Tại sao lúc nào anh thấy tụi em anh cũng trốn trốn tà vậy? Đúng rồi, hãy đi chơi xong rồi hả anh cũng hối người ta là anh đi, xong rồi hả để người ta chờ mòn mỏi luôn anh không ra. Mẹ anh không có thích đi chơi. Sao anh không nói từ đầu? Biết vậy hả? Em lại nhà em chơi với anh không cần đi ra ngoài. Trời ơi, tự quyết định quá vậy hai cô ơi. Ủa vậy chứ anh coi tụi em là cái gì? Anh xin trân trọng tuyên bố lại một lần nữa, anh chỉ coi tụi em giống như là em gái mưa của anh thôi, không có tình cảm gì ở đây hết, ok? Không, em không chấp nhận. Cái gì vậy? Em không chấp nhận làm em gái mưa. Em muốn làm bạn gái phong ba bảo tố bảo tóc sấm nét ầm ầm vậy nè. Đúng rồi, em muốn được làm bạn gái danh chính ngôn thuận của anh. Anh cho em một cơ hội nữa. Trời ơi. Anh không có muốn có bạn gái, hiểu không? Ủa sao vậy? Không muốn. Trong lúc này em không muốn có bạn gái nha. Không, không. Em ép buộc anh phải có bạn gái bây giờ là em à. Bé Mai anh phải chọn một đi. Ủa em cười quá vậy, em giống như ba má anh hay sao tự nhiên bắt anh phải có bạn gái? Nè anh nói cho tụi em biết cái tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh cao lắm nha. Nè em cao nè. Đó em cao vậy nè. Đó em cao luôn. Không, cái người ta cao là người ta đứng yên một chỗ, người ta cao chứ không phải nhảy như cái lò xo vậy mà cao lên được nha. Vậy cao làm sao? Cao giống mà người mẫu không? Giống hình nê. Giống hậu mà hậu. Hậu hương. Nê chân dài, nét tám. Giống không, giống không? Phạm Nhân Mắt. Phạm Nhân Mắt là của em á. Vậy hả? Ít nhất là người ta cũng cỡ giống như là... Giống như là... Ai anh? Mọi người ủa sao vậy, đi đâu vậy? Chị ủa hai đứa dễ đẹp quá. Ê, nói chung là tự nhiên mới gặp mà sởi lởi cười mà kiểu mà vồn vã gì làm chị cũng hơi sợ. Chứ không sao, chị thích ứng được, chị thích ứng được. Chị cao nè, chị cao nè, cao cao nè, cái này cao cao nè. Không, chị đâu cao, chị cũng hơi lùn lùn á chứ. Không, đối với em. Đối với em là chị cao rồi, cao, chị cao hơn em là chị cao rồi. Chị ở chảnh về phải không? Không em, ở trển là ở hả, chảnh xuống. Ở trển xuống luôn hả? Hả? Không em, chị không có xuống, chị đi đường bộ, chị đi bằng xe được. Chứ chị không có đi mà kiểu mà phải mà ở trển xuống đó, ở trển xuống là không được. Trên thành phố xuống á. Chị làm bữa nghe nói chị làm cái nghề gì nè. Mai giấy điều thừa. Chị là sao là nhiều mai lắm, giờ chị là chuyên môn chị chứ hay may dễ gì, chị may bà ba hay là chị may áo dài? Chị làm trong công nhân đúng không, ở trong cái khu công nghiệp nào vậy chị? Ê, nói nghe nè, cái nghề nghiệp của chị nghe nó cũng rất là kiểu chất chơi á, hiểu không? Nghe nó rất là hiện đại mà sao tự nhiên hai đứa cho chị xuống dữ vậy? Thôi được rồi. Không sao công nhân may. Công nhân trong xí nghiệp may. Chị làm stylist. Cái tay chị bị làm sao? Không phải, chị là stylist, có nghĩa là chị định hướng thời trang cho người ta đó. Ừ. Cái gì sao mà nghe vậy? Là chị làm đẹp đủ hả? Cái đúng rồi, làm đẹp. Ví dụ bây giờ em vậy ha, chị cảm thấy là em không được chút nào, chị chỉnh lại, chị sửa lại để cho em đẹp nhất luôn. Chỉnh sao chị? Chỉnh cho em với. Chỉnh cho em hả? Bây giờ chỉnh toàn thân nha. Dạ. Em là chỉnh toàn bộ luôn nha. Vậy chị hả chị? Chị cũng được nữa. Chị bây giờ đi toàn bộ là khúc nào. Bây giờ là bây giờ là chị là liên quan tới cái vụ mà may mặc kiểu quần áo, quần áo, đúng quần đúng áo rồi make up rồi tóc tai rồi này kia là một tay chị lo hết á. Chị cho tụi em hỏi chút xíu nha. Cái vụ mà quần áo đi, tại em thấy chị mặc đồ đẹp không à, mà tụi em thấy quê quê thì sao á. Chị em mặc bikini được không? Bikini ở đây nhiều ao hồ lắm, bữa nay mua chị bộ cái tại chị em mình bơi với mấy cái sông này nè, vui lắm, mát nước mát tưới luôn. Không có nghĩa là bây giờ mình không đi đường bộ nữa mà mình đổi xuống là mình đi đường sông á hả? Dạ. Tại vì em thấy á, mấy người mà mặc bikini á dáng đẹp nhưng mà hở nha, hở dữ lắm luôn á. Nhưng mà thấy dáng đẹp. Dáng mình có đẹp không? Còn không biết nữa.
bỏ đi cái đi. Ở lên đi. Em thấy hả? Em coi tivi á, cái thấy người ta quảng cáo sữa mắt, sữa mũi, sữa miệng. Gọi không? Cái gì? Bây giờ chị thấy hai đứa được rồi, sửa cái nết lại thôi. Hả? Nha. Lát về ngồi trước kiến vậy nè, mình suy nghĩ coi sửa cái nết làm sao. Dạ. Cảm ơn chị. Khoan chị, em hỏi. Rồi tụi em sửa cái nết rồi nhưng mà nãy giờ em bị ăn cái của chị. Cái gì vậy? Cái chiếc trái tim này hả chị? Nãy giờ em cũng nhìn thấy mà ngại hỏi, bây giờ hỏi luôn. Chị làm sao mà được cái đó đẹp quá, đẹp má hú luôn á, đẹp phát cái đẹp giống như idol vậy á. Cái này thì chị phát cách chị vẽ trái tim rồi này kia lên cho nó thu hút sự chú ý á mà. Là bây giờ là muốn mà trai chú ý tới mình là mình phải vẽ lên vậy hả chị? Nói chung là bây giờ chỉ nói đơn giản là cái ưu điểm thì show ra, còn cái khuyết điểm thì giấu vô vậy thôi. Thôi hai đứa đứng chơi nha. Trời ơi, đứng nói gì với hai đứa mà chị bứng loạn luôn rồi nè. Đứng đi chơi nghe. Dạ. Ê, lấy gì không? Trái tim nha. Màu đỏ nè. Duyên thầm duyên thật xinh rất nhiều. Không quần duyên ra cao gót, em chọn cho mình chiếc áo đầm duyên dáng. Ê lộn tiệm, bên đây. Quên. Anh sĩ. Cái gì vậy trời? Trời ơi, sao cái xóm tôi riết là toàn là kỳ nhân dị tướng không vậy? Tôi kiếm người con gái bình thường ở khu này không được luôn á. Chị, anh nói á là em phải học tập á, chị bảo anh. Tại vì chị bảo anh là cá tính lắm. Ăn sầu riêng cũng khác người nè, hát hò cũng khác người nè, ăn bận cũng khác người nè. Bữa nay tụi em làm khác người, anh thấy tụi em đẹp không? Anh thấy tụi em khác người lắm. Nhìn tụi em giống như hai con lân vậy, nhìn nó gớm á. Là khen hay chê vậy? Em không biết nữa, chị bảo anh là khen hay chê. Chị nghĩ đó là một lời khen tế nhị đó. Để tránh cái trường hợp mà tụi em tự ảo tưởng như tự bất chấp, thôi anh nói luôn nha. Anh nói rất nhiều lần rồi. Anh chỉ coi tụi em giống như là em gái mưa quanh vậy, cho nên là mưa xuống một cái là nó trôi xuống hết, không có đọng lại gì ở đây được hết. Cho nên là anh kiếm cái hình tượng bảo anh để nói cho tụi em nghe, để giống như tụi em thấy khó quá tụi em bỏ cuộc á, chứ không phải là để tụi em biến ra cái hình hài giống như vậy đâu nha. Cái nhà anh bán bông mà bây giờ tụi em mặc còn hơn cái giường bông nhà anh cộng lợi nữa. Ê mà chị hỏi thiệt nha, bộ hai đứa thích anh sĩ lắm hả? Mê lắm, mê như điếu đổ luôn á. Nhưng mà thí dụ mà hai đứa cùng mê một lúc vậy, lúc mà có chiếm được trái tim anh sĩ á thì có một đứa thôi đúng không? Vậy có một đứa hy sinh hả? Đứa nào hy sinh vậy? Thì giờ gạt chị qua bên trước đi, rồi cái cuộc chiến này tính sao? Không được em, mình tính cái gì mình cũng phải tính cho nó trọn vẹn chứ. Mình lo cái chuyện ngoại bộ xong bây giờ mình phải lo cái chuyện nội bộ đúng không? Bây giờ hai đứa thí dụ mà có một người, chỉ được một người lọt vô trái tim của anh sĩ thôi, cho chị hỏi là ai vậy? Là em. Hay á. Khoan, bây giờ anh thấy cái ý kiến này hay á. Bây giờ sẵn tính luôn bây giờ đi. Ví dụ như chỉ chọn một trong hai thôi thì tụi em tính làm sao? Chắc chắn là anh sĩ chọn chị. Chị nghĩ sao vậy? Anh sĩ là của em nha. Nghĩ sao là anh sĩ là của em? Trời, nói một lời đi anh sĩ. Khoan. Anh nghĩ tụi em nên đối mặt trực tiếp với nhau đi. Anh vẫn đứng đây đợi tụi em. Hả? Gì? Muốn giành với ai? Em không phải giành với ai hết trơn. Anh sĩ là của em ha. Trời, anh sĩ là của em, Anh sĩ không có thích cái gu mà chân mày đậm đen đậm đố vậy. Ôi trời, xin lỗi, sáng nay ai mới gợi ý cho em dễ như vậy? Vậy là chị hại em phải không? Ôi ơi, tôi thích hại đó rồi sao? Mặc bộ đồ thấy ghê nè, người ta mượn nè, đầm người ta mượn mặt mà còn đẹp hơn nữa. Trời, không có ai bận cái đầm này mà đi đưa dép là gì hết trơn. Người ta kêu là mang đi dẹp cao gót cho đi. Đúng rồi, chịu. Đúng rồi, cái đầm này là không có mang dép lào đâu. Chưa, vậy bỏ anh hết chị em nói với em vậy đó. Ủa, người ta không còn ghiêng dài cao gót, người ta mong muốn mang vậy sao cho đậm chất quê sao? Ai là chùa ở dưới quê là mang dài liêu. Nhưng mà cái bánh chị để ý nha, hai cái đồ cổ tóc không có đúng màu. Đúng rồi, quay chớp. Ôi chị bảo anh sao chị hai lời vợ, chị nói là phải tạo nổi bật, phải tạo hot trend thì em đi trước xu hướng nè. Trời ơi, quá nhiều màu. Đúng rồi, nhiều màu quá. Cái gì sao không bao giờ thích em? Không đúng rồi, nhưng mà cục hai chùm là cũng bị lúa lắm. Đúng không chị? Chỉ có con nít nó mới cục hai chùm thôi. Anh sĩ thích cái kiểu dễ thương ngay thơ hồng nhiên. Mèo mèo. Dễ thương ngay thơ hồng nhiên hả? Chị già hơn em á mà chị còn làm gì, người ta kêu là cứ làm ghét chị biết không? Trời ơi, em nói gì hả? Bây giờ chị mép má gì nè, má gì ghét nhất là nói giờ chị già đó. Chị mép má chị, bộ em không biết má em hả? Dạ má ơi. Má chị là chị lấy cái đầu của con rồi. Má ơi, má ơi, con má đang ghét con. Ê,
ơi, hay quá ha. Chỉ như vậy thôi mà nghỉ chơi được luôn rồi đó. Trời đất ơi, mấy bà nội này, tôi bị nổi mụn cho nên là tôi phải trang trí lên để nhìn nó che đi cho nó có thẩm mỹ một chút. Trời ơi, hai bà nội này nó bắt trước tôi. Hồi hồi, thấy ghê quá, tôi không có vậy đâu nha trời. Thấy mà ghê.